Bí kíp xoay tiền nhanh trong tình huống khẩn cấp. Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống thiếu tiền cho những khoản cấp bách? Ví dụ như sát ngày lương mà hóa đơn đổ về dồn dập, đang giữa tháng tự dưng có việc đột xuất. Đâu là giải pháp hiệu quả khi số dư tài khoản không đủ để chi trả? Hãy để MoMo bật mí cho bạn một số chiếc phao khi chẳng may rơi vào tình huống này nhé. Bạn là sinh viên còn đang đi học hay mới đi làm và chưa có công việc ổn định? Thu nhập bấp bênh, số dư tài khoản không đủ khiến bạn khó lòng xoay sở cho những khoản phát sinh khẩn cấp. Hãy để MoMo gợi ý bạn 3 cách giải quyết cho những khoản cần gấp khi tài khoản không đủ tiền nhé. Mượn tiền người thân khi nào mình cần? Nếu bạn đang cần một khoản để trả nợ gấp hoặc thanh toán những hóa đơn bất ngờ nhưng lại chưa biết xoay tiền ở đâu, thì ưu tiên hàng đầu của đa số mọi người đó chính là người thân và bạn bè. Tuy nhiên, có thể, nhiều lúc bạn sẽ rơi vào trường hợp không phải ai cũng có đủ một khoản tiền bạn đang muốn vay. Vì vậy, với phương pháp này bạn buộc phải vay một lúc nhiều người, mỗi người một chút mới đủ số tiền. Việc hỏi nhiều người, mỗi người một khoản nhỏ sẽ khiến việc quản lý các khoản vay cũng trở nên vô cùng bất tiện. Thời gian cho vay của mỗi người thường khác nhau, thậm chí đối với một số người sẽ yêu cầu bạn trả nợ ngay sau khi bạn vừa mượn. Cách này có hơi bị động trong việc trả nợ và đôi khi cảm thấy áp lực, tuy nhiên phương pháp này vẫn khả quan trong những lúc cần gấp. Ứng lương trước mình trả sau. Nếu bạn đang làm cho một công ty hoặc doanh nghiệp, chắc hẳn bạn đã nghe đến khái niệm xin ứng tiền lương. Hoặc cũng có thể bạn vay mượn ngân hàng thấu chi dựa trên khoản lương của mình. Khi tài khoản của bạn gần như bằng không và lương chưa về thì vay thấu chi, hoặc đề cập với sếp để được ứng trước một khoản là điều rất có lợi. Tuy nhiên, đối với trường hợp vay thấu chi, hạn mức vay thường khá cao hoặc khi được ứng trước tiền, ta cũng hay vung tay quá chán. Vì vậy với phương pháp này, MoMo gợi ý rằng chỉ nên sử dụng thật cần thiết để khi lương về bạn thanh toán khoản đã vay, thì vẫn còn số dư trong tài khoản. Vay tiêu dùng Fast Money, nhanh chóng, tin cậy. Fast Money là sản phẩm của việc hợp tác ba bên. Amber Fintech chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm, EVN Finance giải ngân. MoMo là nền tảng hoạt động nhận đơn vay, làm kênh giải ngân và thanh toán. Vì giải ngân trực tiếp trên MoMo, và ứng dụng MoMo đã xác định danh tính của bạn, nên thời gian giải ngân chỉ mất 1 phút. Với số tiền vay từ 20 triệu thời hạn lên đến 7 tháng, lãi suất và phí của Fast Money cũng rất hợp lý, phù hợp cho những ai đang có nhu cầu vay vốn nhanh, gấp để thanh toán các dịch vụ. Những ai có thể đăng ký khoản vay từ Fast Money? Để đăng ký dịch vụ Fast Money, bạn chỉ cần đáp ứng một số yêu cầu sau của dịch vụ, là khách hàng sử dụng ví điện tử MoMo đã xác thực, nằm trong danh sách khách hàng được trải nghiệm sản phẩm Fast Money. Lưu ý, dịch vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ giới hạn cho một số khách hàng nhất định. Các gói vay của Fast Money hiện tại, Fast Money đang cung cấp thử nghiệm gói vay từ 2 triệu đến 10 triệu cho từng nhóm khách hàng. Easy Credit và Amber là đơn vị quyết định khách hàng được vay những gói vay nào. Liên hệ hotline Fast Money 1900 638 398 để biết thêm chi tiết. Lưu ý, thông tin thanh toán hiển thị ở màn hình chọn gói vay là số tiền tạm tính và có thể thay đổi dựa vào ngày giải ngân thực tế. Cách thức đăng ký vay tiền trên Fast Money. Chỉ với 4 bước đăng ký vay Fast Money trên MoMo, bạn sẽ có ngay tiền vay lên đến 10 triệu đồng. Bước 1, lựa chọn khoản vay kèm kỳ hạn mong muốn. Bước 2, điền thông tin và chờ duyệt hồ sơ chỉ trong 2 phút. Bước 3, nhận và nhập mã OTP. Bước 4, nhận giải ngân về MoMo. Vay tiêu dùng thật nhanh chóng và tiện lợi cùng Fast Money trên ví MoMo. Với Fast Money, bạn sẽ không cần lo lắng mỗi khi tài khoản chạy về con số 0. Trải nghiệm ngay Fast Money để nhận khoản vay mình đang muốn bạn nhé.